Dì em không phải là đồ chơi dành cho trẻ con đâu nhé. Không không không. Ai da 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 da. Ai da da. Mia, gì em không phải là đồ chơi dành cho trẻ con đâu nhé. Nó rất là nguy hiểm đấy. Trẻ con chỉ nên được chơi đồ chơi thôi. Nhà bếp không phải là nơi để chơi đâu. Chúng rất là nguy hiểm. Các bạn nên để chúng ở trên cao hơn. Mia, cái gì đây? Không được chơi với thứ này nghe chưa? Phụ huynh ơi, không có được để đồ dùng ở bên ngoài đâu nha. Nó rất là nguy hiểm cho các con đấy. Sẽ vô cùng độc hại nếu để các loại thuốc gần tầm tay của trẻ em. Trẻ em chỉ nên chơi với các đồ chơi thôi. Hoàn hồ! Cái này là của mình. Đây là của mình. Đây là một chiếc xe cứu hỏa. Chúng giúp chúng ta và cứu mạng sống của chúng ta. Mia có bộ trang phục của chú lính cứu hỏa này. Cái này là bình cứu hỏa đấy. Lính cứu hỏa nhìn giống như vậy nè. Họ giúp chúng ta và cứu mạng sống của chúng ta. Đây là một chiếc xe cứu hỏa. Người lính cứu hỏa đang chăm sóc xe của họ. Các bạn, những người lính cứu hỏa luôn dội vàng để giúp bạn, cho nên đừng bao giờ chơi với lửa nha. Wow! Ôi da 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 da! Một đứa trẻ không thể một mình ở hồ nước được. Nó cực kỳ nguy hiểm. Hồ nước không phải là nơi để chơi đùa. Đừng để con của bạn một mình ở gần hồ nước nhé. Tạm biệt. Tạm biệt.